chuẩn bị lên máy bay đi Brisbane. Bữa nay mình đi chơi nguyên đại gia đình. Giờ mình lấy xe mình đi về nhà trọ. Mình mướn cái nhà là 6 phòng. Giờ mình mướn 4 chiếc xe. Từ đây chạy về chỗ mình mướn thì khoảng 40 phút. Đây thêm 2 chiếc nữa. Giờ trên đường mình đi về nhà. Từ phi trường đi về nhà. Sau khi nhận nhà thì vô tham quan nhà. Đây. Nói có phật nhà này là tới 6 phòng lận. Đây là một phòng. Trời ơi, chia phòng. Quá chừng đông luôn rồi nè. Đây là cái nhà bếp. Đây là tủ để son chảo. Giờ mình chuẩn bị mình đi kiếm nhà hàng mình ăn. Mình tất cả là 17 người tất cả. Vô quán này ăn. Dưa này khô hết rồi. Me này me Thái. Còn mắng cầu. Mắng cầu này chín cây luôn. Ngày đầu tiên buổi sáng của Ellie Beach. Hôm nay là Boys vào bếp nấu ăn sáng. Nè em Phong nè nấu ăn. Nè ông xã nè, em Bình nè, em Hồng nè. Hello. Vô bếp. À, làm ăn sáng nè, để coi họ làm cái gì đây. Bacon. Nè bánh mì nướng. Phụ nữ chỉ có việc là vô ăn thôi. Bữa nay cho phụ nữ ra khỏi bếp một buổi. Buổi chiều thì phụ nữ vô tiếp tục. Cái này. Ăn sáng người đứng người ngồi. Từ chỗ mình ở chạy đến đây mua cua khoảng 20 phút. Bây giờ mình đi vô mình xem cua coi. Bây giờ chỉ có được 5 con thôi. Mình phải nếu muốn mua thêm thì mình kêu nó lấy thêm. Good.
Do you do it like mỗi người con thì chơi 1 kg á, 50 đồng, 50 đô Úc một co 1 ký. Mua 6 con ơi, mua được 7,5 kg 8 kg cua 300 đồng 6 con hả? Có 6 con. Thôi bây giờ mình đi về, đi qua Woolies mình mua những cái đồ cần thiết đặng về mình nấu ăn. Rồi bây giờ tới chỗ kho ốp mình mua đồ biển, cá, tôm. Rồi đi vô, vô tiệm cá mua seafood, fish fillet, crabs, prawns. We're going to have the seafood dinner tonight. Mua cái con đẹp. Mình mua cái loại cá này nè. À, mình mua cái hầu của nó mình về nấu lẩu. Có tôm. Hôm nay là mình mua bao nhiêu đây nè? Have you got far to go? Yeah, about 20 minutes. Yeah, I can put a few seafood in là 170 đô. Rồi, mua đồ đem ra xe. Mua xong rồi bây giờ mình đi về. Về ghé tiệm ghé chợ đang mua 3 cái gia vị. Đây là Woolworth, mình mua thêm nguyên một xe luôn. Chợ xong rồi bây giờ bỏ đồ ra xe. Rồi đem vô nhà. Cua. Phong nó ginh nguyên một thùng cua vô. Ăn trưa gà quay ăn với bánh mì. Làm cá, bữa nay nấu lẩu chua. Ừ bên. Bây giờ mình làm cua cho nó sạch. Một lát nữa bỏ vô lẩu ăn. Buổi chiều của ngày thứ hai, cũng gentleman vô nấu ăn nữa. Đây là một nồi súp cho lẩu chua, sweet and sour soup for the hot pot. Okay, I chopping ginger and shallot. You cut about this size, and we eat with mud crab. Busy, busy, busy girls. Busy people cooking. That's a busy boy. Sweet soy chicken wings. Wow. Hai nồi lẩu này quá chừng luôn. Wow. All boys in the kitchen. 6 con cua nè. Bây giờ mình sẽ nấu lẩu với xào gừng hành. Hot. We can cook. We cook hot pot, mud crab, also ginger and shallot. Okay.
bell chips? No. Sweet soy chicken wings. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lắc mè 2 cái nữa. 3 cái nữa. Hot pot. Lẩu chua. Từ với hả? Còn cái xào cua này nữa. King prawns. Tôm. Yum, matzo. Fish. Cá, hầu cá nè. Làm hai cái lẩu chưa hot pot. Đây ăn kèm, rau ăn kèm lẩu. Tôm này là tôm ở Queensland. Queensland prawn. Tôm 47 đồng một ký. What the hell? What the hell? Cái càng kìa quá to luôn. Hộp son nè. Cái này bữa nay nó hết luôn. Yeah, nó hết luôn. Nó hết luôn. Cảm ơn một khác. Yeah. Ồ. Cái này là nhà hàng mà của Nhật còn cô quay tay không? Ăn không đi ra. Không không. Lại không? Ăn thử miếng đi làm sao? Put it aside so you can enjoy it. Thấy nó sống hả? No, he made it. Oh, did it? All right. Scallop money. Is that okay that they have some? Oh, no, I didn't know. I hope you want. No. Did she slay? No, I don't know. Xôi rồi chuẩn bị sắp sửa chín rồi. Hot pot ready to eat. Cái lẩu này nó sôi chậm hơn cái lẩu kia. Seafood, hot pot, lẩu chua đồ biển, mua xào gừng hành, mud crab, ginger and shallot. Mời bà con dùng seafood dinner. Mud crab, noodle, ginger and shallot, mì xào cua. Oh my god, look at her. This is dinner for the second day. The best we can. How beautiful, thank you. Yes. Yeah.
giờ tới quán rồi mình đi qua lộ đặng mình vô mình dùng bờ điểm tâm sáng. Nguyên cái đại gia đình của mình nè, nguyên lấy ra mi 1, 2, 3, 4 cái mặt bàn luôn. Thì bắt đầu mình order đồ ăn sáng. This is our family. We're going to have the breakfast in this restaurant. It's called Deck Restaurant. We have to order for breakfast. Món ăn đã được đem ra. Avocado toast, big breakfast for my brother. Ham and cheese croissant, eggs, Benedict. Breakfast is ready, bring it out. Then enjoy the breakfast. Xong buổi sáng, bây giờ mình chuẩn bị plan to go have a look around Elevate and see what they have. We got two groups. This group that go this way and other group go other way. Ra xe. Mùa hè này đi chơi là phải mua thêm nước. Tiếp tục thêm 25 cây số nữa thì sẽ đến nơi. Đến nơi chỗ Hideaway Bay. It's beautiful views. Right. This way. Bây giờ mình đậu ở đây. Mình đi xuống dưới này mình tìm bãi để tắm. Sách nách mang đi xuống bãi biển. We're going to walk along this small road here. Go to find a place for children to swim. Boys, for the water. These beautiful views. Children start to swim. And warm. But hello. Theo đường mòn đi lên xe. We walk along
this road, go to the car. Bà con lên xe tiếp tục đi khám phá. Everyone get in the car and we going to explore. Giờ mình đi vô chỗ Shinli Beach ở LA Beach. Car park này là mình đậu mình phải trả tiền nè. Beautiful. So we need what? Knife and fork? Yeah. Giờ mình dùng buổi trưa. Ở sau nhà. Tối nay mình ăn Thái Cà Quay, mua đồ Thái. Tonight we going to eat Thai food. Don't be shy. Don't. All right, we'll leave Jibar behind. See you later. See you. Bye bye. Thì nói chị chưa có trả tiền kìa. Nói cái. Nói chị cái. Good. I could. Yeah. You're the one with the camera. No, she's. No, she. It was supposed to be oh, her. Oh, she passed it to you, did she? Now he's saying I have a page. Okay. I should know the lady with the t-shirt. Hello, everyone. First time here for the location. Now we go. She gets. She wants to be at the front because she gets the drill or do tests. Oh, no, we didn't know which side. That's right. There you go, guys. All good. There you go, mate. For a big day. Yeah.
It's a little house here we call Green Office. Newcastle. Okay. What part of Sydney? Liverpool. Liverpool, okay. Another one over here. Yeah, Newcastle. She's bad. What about I'm sorry. Oh, sorry, I didn't see you. That was just so where about in the UK? I'm from Okay, no worries. Well, guys, we're going to get morning tea ready to go now. So just sit back and relax for a couple of minutes. And we also added milk and butter to ours, so you get a really nice golden colour, and it also gives it a little bit of flavour, a bit of taste. Now on the top there, you might have noticed all those brown specks. Milk and sugar. Yeah. Yeah. Sugar. Yeah. Sugar. Yeah. Sugar. Dampa with our sultanas. Yeah. That's traditional. Hello, Kiat. Hello. Are you having a morning tea? Yep. Here we go. Everyone having a morning tea. Nice. Okay. When I was in New Zealand, I saw one that was about a foot long, really thick, looked like a branch with legs. Open your mouth, Kiat. Okay, ready?
We're going to get out and have a look at the northern end of a floodplain shortly. And just before we go, a few things for your comfort and safety. We just ask that you stay seated while we are moving along. I'm going to be off-road, just gently choking you around to settle your morning tea. Can you do that? You're doing it already. You've done this before, haven't you? Yeah, you just got to stand there. It's pretty tough. Yeah. What was your name? Linda. Do you wear a pacemaker? No. That's good. We don't have to worry about stopping that. Are you nervous? You should be. Yeah, this is like dynamite, okay? So we've got to practice. So very carefully just pour a couple of drops out. Just a couple. That's it. Excellent. So I'm going to get you to do that in a moment into the leaves. And you've got to keep watching. You never know. If you see some smoke rising up, you've got to drown it pretty quickly or it's going to flare up in my face and maybe burn my hands, okay? So just bring it down a little bit lower. Yeah. Everybody up the back here ready? Everybody up the front? Yeah. You right to go, Linda? Here we go. Let's go fishing. Just down a bit lower. Yeah. Righto. Bang! See any fish yet, Linda? No. We better keep going. Yeah. Sorry about that. Keep pouring. Keep going. That's it. Okay, that'll do. So I've got my leaves and they're wet and I'm rubbing them up in the billabong. And what have you done to the leaves? No, it's not going to do anything. What's going on? He actually played Victor, Eric, and he lined up opposite Brad Pitt, who was playing his arch rival Achilles. So, sorry? It's just an old horse, yeah. That's it for today, buddy. No more carrots. Yeah? Next time, tomorrow. No, don't you lick my hand. No. Sau khi khám phá xung quanh rừng của Crocodile Safari, we're going to have some lunch and rest a little bit. Then we go to see the crocodile. Garden and sliced tomato and cucumber. Red. Lots of condiments, doesn't mean that Ian can't cook, we're just giving you a few options. Sweet chilli, tomato sauce, Italian dressing, very popular, smoky barbecue, and one of them is mayonnaise, but the most popular one of all is in the front, that little tub with the red. This one, lunch, fish, chicken, bread, cucumber, and beef. Thuyền để mình đi xem crocodile.
you sit there in a minute. Rất ngọt. Mượn tạm ở chỗ này. Bắt đầu mình đi tham quan cá sấu. This is actually fish lips. See his nose? He's been biting. So he's pretty close to 4 meters. So he's just having a look at the smorgasbord that we got on board today. He's trying to work out which one of you he wants to eat. So you can see right on the end of his nose there, see the little blob on his nose? That's the nasal disc. So he's got 2 external nostrils in that. And they open into two canals. He's going to go 15 feet 6 or 4.7 meters long. Hôm nay trời mưa, hơi lạnh. Ông này ông nói là khi mùa đông á, thấy cá sấu nhiều hơn. Tại vì nó lên nó tắm nắng, tới bến rồi. So they look pretty cute, they're that big. And now I said earlier, you can't tell the sex of the croc just looking at it. And if that's a male, which we don't know, but he has, sustains it. So nice to see how the other side works. I'm just going to get the diving board ready. If you swim to the stairs, we'll give you 10 bucks. That's the chance of the going right here on croc. Nobody wants chocolate. Chuẩn bị lên xe bus trở về nhà trọ. Đã xong chuyến đi tham quan cá sấu. Cây mắng cầu gai trái nè. Mày nhỏ nhỏ không ha? Chiều nay gia đình mình đi ăn nhà hàng.
Hôm nay buổi sáng mình đi cái market. Vô đây mình mua chuối, mua khế với mua rau muống. Khế là 50 cent trái. Chuối khô. Dọc theo đường này đi tìm quán ăn sáng. Mấy em ăn sáng. Mấy em đang ăn cái gì đó mấy em? Enjoy your breakfast. Thank you. Mình đi mua cái dessert. Lemon meringue, some sort of chocolate mousse. Pistachio cannoli. I love that. Pistachio. Ôi trời. Đây mà còn serve cho mấy người nữa. Cây trái vải. Cây mít mình có hai trái. Ô dưới này hai trái nữa nè, dốc hai trái nữa. Wow, đã quá. Nhãn quá nhiều. Hiệp nó đi lạc đường rồi kìa. Is that ripe? It's coming in today. It usually comes on Friday. Yeah. You in there? No. No. You need to put them asleep. Năm con này là khoảng yes. You need to kill. Yeah, you need to put them in the freezer or fridge. Fridge is better. Yeah, cũng như năm trăm. Okay. Sure. Of course, it's at home. It's just for the family time. Okay, have fun. Thank you. See you next time. Be careful with the crabs. One yes. of them's a little bit loose. Hôm nay mình đi shop mua đồ ăn nữa. Cá nè, quá trời luôn. On the floor. Wow. Nhiều cua đây nè.
Có mấy con đây là bao nhiêu bố hồi nãy? 490. 490 á, 65 đồng 1 kg. Mà mình có được mấy con vậy? 2, 4, 6 con lận á. 2, 4, 6 con. 6 con. Với đồng thời nè. Một thùng cá đồ biển. Với mua cái đồ lặt vặt nè, tập quá nè. Rồi. Rất là ngon luôn. Cua chắc không à? À, còn thùng cá này nè. Cái nè. Thùng cua với lại cá, một thùng cá này đó là cỡ hơn 600 đồng đó. Cái này mình lấy ra đi mình đóng. Ừ, đó. Tôm này là 47 đồng ký. Tôm Queensland. Tôm king luôn, thêm bạch chả nữa. Beautiful. Không có ướt quá đi. Oh my holy. Oh wow, so sweet. Ngon quá. Just wait. Yeah. Make it so. Làm gì đó? À, em bụng mít chị. Dạ hả? Mít này cưng mua ở đâu vậy? Em mua ở chợ chị. Oh wow. Không sao, bây giờ nó đang ấy cho mình ăn. Mình yeah. Cái gì cũng khen hết. Nguyên một trái mít sẽ ra được hai dĩa. Lai chi này mình mới đi bẻ trong trong cái farm ra nè. Quá tươi luôn á, ngon nữa. Cái cherry này quá trời ngọt luôn. Boy thì chuẩn bị cho ăn buổi trưa, rồi phụ nữ thì sắp xếp đồ vô tủ lạnh, mới đi chợ về mua quá trời đồ nhiều luôn. Giờ mình chuẩn bị ăn trưa như một dĩa salad. Hôm nay mình ăn với gà quay. Nãy đi có mua mớ khế nè. Người là khế ngọt. Trưa nay mình ăn đơn giản chút đi. Mình ăn gà quay với lại salad. Tối nay mình mới nấu lẩu cua. Mình ăn. Giờ đi chợ về cũng mệt rồi. Ăn như vậy đi cho nó tiện. À. Ăn cái donut thôi. Nè, mít nè. Ok, luộc một mít nào. Yes. Yes. Ăn salad với lại gà. Here, open the door, go on, good girl. Oh, is it? Okay, mình mới đi vô tiệm tạp hóa, mình mua đồ khô, mì, phở, bún, cốt dừa để lát làm chè. Rồi rau thì một lát mình nấu canh chua. Nấu canh chua có cua, lẩu canh lẩu chua, cua với cá. Mấy em vô ăn nè mấy em ơi. Chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Nồi lẩu chua thăm dầm, trộn bún, nấu cháo, kho thịt. Để trên cái thau seafood, seafood thăm dầm súp. Múc không cũng mỗi tay nữa. Thank you.
hai thao rau muống nữa luôn, hai cái lẩu lớn thật lớn. Quá bận rộn luôn mấy anh, quá bận rộn luôn. Một nồi cua chưa nấu luôn. Lát cua này bỏ vô lẩu. Tối nay mình ăn lẩu lẩu Thái cua. Cho cua vô luôn. Freshly picked lychees from the tree at a lychee farm. Oh my god. So many fruit. Mới đi vô cái nhà người ta ở trồng ở sau nhà, mua được trái mít, nhãn, trái dạ vải nè, xoài, khóm, mấy vào farm bẻ trái vải mình mua
chủ nhà hái xuống mình mua nè, có 5 đồng một kilo thôi, quá trời tươi luôn. Sorrento restaurant right at the Coral Sea Marina where we are going on a fishing charter. Beautiful day, no wind, calm waters, couldn't pick the perfect day. Our fishing boat has just arrived. It's pretty good, pretty good, plenty of fishing rods. Deck at the back, they're hooking for a big one. That's Hayman Island there. Hayman Island. You go that way, I go this way. Nice one. Oh, that's good. That's a good fish. Well done, Honky. What's this called? A coral trout. Oh, yes. Oh, this is the one, 90 bucks a kilo. Yeah, boy! Whoa, nice one. Oh, yes, boys. Yeah. Yeah. Hey. 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 This one. Hey. Thank you. Oh. You got him. Yeah. Yeah. Oh. Yes. Oh yeah. Can you get a photo? Yeah. I'm gonna double check it's that close. Yeah. Teamwork. One, two, three, yeah. Hold on, his head's in the way. One, two, three. Yeah, look, look, look. Here, you jump in. Okay. Yeah, jump in as well, kid. Come forward. Yeah, nice. Nice. Jump in. Thanks, mate. Nice, mate. Jump in. My favorite eating fish. Yeah. Whoa. Hôm nay mình đã thu hoạch được là bao nhiêu con? 5 con, mà Thái thì là 3 con rồi, còn 2 con nè. À, con cá này là cái giá thị trường của nó là có khoảng 400 đô. Loại cái cá gạn á, nó mắc dữ lắm. Sau khi đi câu về là mỗi người một tô phở với những món mồi này nè, để uống bia chơi. Cái mít này là 20 đô. Bởi tính từng bà đi. Mềm. Cỡ ngày mai á mấy là vừa ăn. Oh my god, quá ngon luôn. Mít. Hai bữa là Phong nó đã khui hai trái rồi đó. Quá ngon. Một trái mít. Ra được hai dĩa nữa. Lemon meringue, some sort of chocolate mousse. Pistachio cannoli. Pistachio. Giờ mình đi nhìn mặt trời lặn, đi xuống thuyền. Tell them let's go.
Welcome. No, not plenty of time. Look at you two dodgies. Everyone got bubbles or soft drink or juice? Juice. Head down the back there for your dippy. Ngắm nhìn hoàng hôn sunset hoàng hôn. I hope you've enjoyed it out there, people. It's been great having you on board. If you're from out of town, please enjoy the rest of your stay here. Thank you, brother. If you're from our area, enjoy the rest of the evening. Thanks a lot, girl. Thanks a lot, Carrot Girl. Carrot Girl. Carrot Girl. Cho buổi cơm chiều. Quá bận rộn luôn mấy anh này, quá bận rộn luôn. Fish. Bữa nay là mình steam chinh chèn salad ha. Wow, beautiful, thank you. Bữa nay mình làm gỏi với cá hấp gừng hành. Một nồi lẩu chua thăm dầm. Trụng bún. Gỏi gà trộn bắp chuối, cá chiên bột, quá gần thối rồi. Này nhậu. Cá mú hấp gừng hành. Gỏi gà. Okay, fish cocktail, coral trout fish cocktail. Wow, hai nồi cháo gà nè. Má ngon luôn. Yeah.
Hôm nay gia đình mình đi Whitehaven Beach Island Cruise cho nguyên ngày luôn. Hôm nay là đi tắm nắng á. Chuẩn bị lên thuyền đi ra đảo. Get yourselves ready, guys. Get all your gear, and we'll be dropping you off. Going out to the lookout. Trước khi xuống ngay tàu trở lại, bà con ngồi ở đây nghỉ mệt một chút, đợi chiếc tàu nó chạy đến là mình xuống ghe mình đi qua cái bãi khác. Nước nó nằm mát, bà con xuống giật nước dữ rồi. Tàu tới rồi, bây giờ mình xuống dưới tàu trở lại, chở qua họ chở mình qua cái đảo khác để cho mình tắm.
where that boat is. And Phong Leo. Because I don't want to go in the dark. Oh. I want to touch it. Can you go oh. 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 Wow. That's safety. That big green one. He's always the crack. Oyster cracker, oh wow. Big green one, oyster cracker, other one called fat fish. Here, fast, don't you need one on the other side. Guys, go. This is so cool. Wow! You go, Darwin, you want to give it a go? I just want to touch. Okay, thank you. You can cut them as well. Yeah, bro, put it wherever you want it. Amazing. You want it? That's okay. Many thoughts. Oh my god. Take your goggles off, buddy. See it better. Okay. I'm waiting for that big brown one. What's the big brown one? Oh no, it's going under the floor. That silver one. Oh, that's a really big one. It's too big. Another one. Holly, that one. Wow. Oh. I'm gonna let one jump up to this. I want one to jump up to this one. Jump up. Jump. I want it to jump. Jump. I'm trying to make it. Oh, that was a big one. Wow. I don't even know. Wow. Oh, wow. So cool. Oh my god. That fish is bigger than my head. Yes, it is. Oh. Oh my god, this one big. Oh, huh? Oh my god. Can you even see it? Oh, are you blind? Are you blind? There's food right next to you. Yeah, he's very big. This guy very big. Oh my god. Oh my gosh. Yeah. Oh god. Wait, hang on. Hey, hello. Yeah, yeah. No. Oh, no. Big wide one with the stripes. Bat fish. Bat fish. Yeah, bat fish. Yeah, bat fish. Who wants a bat fish? Young salmon swimming over here. Yeah. Oh, oh no. You know, salmon bat fish. Bat fish. Dropping, we need to move the boat forward. That's why they're being shy. Okay. The big fish will come and eat them, you know. Oh, right. There's garfish out in the back, nobody. Oh, big. It's quite big here. You put your finger down there and see, compare how big is it. No, thank you. No, ready? Should they touch it? Yeah. Very big. Yeah, ready? Ready? Yeah. I see one. Wow. Trying to compare the hand size. Yeah. Yeah, very big. So bright. Nó đâu cắn mình đâu. What do you think of that? Pretty good, huh? Very good. Hey, what do you think of that, eh? Very good. Oh.
giờ mình chở xuống tàu đi qua chỗ khác đặng mình lặn lặn san hô. Rồi bến, mình rời bến đi vô bãi khác. This is the whirlpool. Ông thì đi lặn san hô coi cá, rồi những phụ nữ thì lại chỗ này bơi. Giờ đã hết rồi, bây giờ mình lên tàu chở về đất liền. Cách đảo về tới đất liền là một chạy bằng tàu là 1 tiếng 20 phút. Local pineapple, khóm ở Queensland. Khóm này là khóm của local ở Queensland, rất là ngọt luôn. Cái này hôm qua là mình đi câu nè. Hôm qua mình ăn một con hấp gừng hành rồi. Bữa nay mình nấu lẩu, lẩu chua. Một nồi chè đậu xanh luôn. Đẹp đẹp cho mấy đứa trẻ. Hôm nay là ăn lẩu tiếp tục. Quên quá.
Queen Elise. Or jumping boots. Good? Yeah. All good now. The napkins are there, huh? Cá này là mình tự câu không đó, đi ra biển à. Rồi chuẩn bị ăn nè bà con ơi. Xong rồi. Cái đầu quá ngon luôn. Cá thì còn cũng đây nữa. Này là lẩu thập cẩm. Còn mấy đứa nhỏ ăn hết rồi. Semi ok. Linda là ngày nào cũng phải về. Happy last day, happy last supper. Yeah. Yeah. Bye bye, bye bye house. Bye bye house. Bye bye house. Why are you cheering? Bye bye house. Đúng ra ngoài kia gặp mà. Yeah. See you in